peace for Ukraine or you reign. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua màu em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên. Sao kỳ vậy, Việt Nam đi đâu kiếm đất không ra. Ấy, nì mình vì sao gọi người ta trang phục tại nơi chuẩn bị cho tỏa ở địa phương nè? Tại mà? Nì nì quậy người ta là cái gì? Không phải là, họ thâm lặn nè, lấy ngân châu nhiều, họ tự mình không đào bình đi. Ồ, một người đào một bình thì được rồi. Nguyên lai là như vậy. À, đại quý vị không có biết cái gì? Strategy cho Việt Nam biết chấm chẳng. Chiến lược. À, cái chiến lược của thống lĩnh là gì? Mới tiết lộ đây, chị hay dịch ra cho nghe. Anh nói là trời ơi, tại mấy người Việt Nam làm biến hết chứ. Đêm mà cuốc xuống để đầy mà họ chẳng ai thèm đào. Tại nó tính kêu thiền thất qua đặng thiền qua đặng mỗi người đào một khoảng đất vậy đó, tại vì nó bằng hết cho nó. Đỡ tốn tiền mướn mấy người ngoài kia. Quý vị chẳng có hiểu gì hết trơn vậy hả? Làm bộ nghĩa là ngôn ngữ bất đồng hả? Thấy cuốc xuống là cần gì phải nói nữa. Nói để cuốc xuống này mà chẳng chịu làm đất cho bằng ra đặng mà đóng lèo, thà là ngủ treo giò vậy. Không, chắc tại Việt Nam thích vậy đó à. Phải không? Làm gì cũng ngược đời mà mình ngủ cũng treo ngược lên vậy. Nhưng mà ngủ được không? Người này lăn tới lều người kia gì? Rồi đỡ với nhau không? Có cuốc xuống mà có không có hả? Có mà chẳng thèm đụng tên chi hả? Trời, mình Việt Nam ngon mãi đi đào đất đi không? Ở bên đó đi làm lao động nhiều mệt đó rồi phải không? Qua đây ta nghỉ ngơi chứ hả? Thiền ngủ mà. Đi thiền ngủ mà ai làm cho mệt. Đồng không biết nói tiếng Việt, cứ đứng chỉ rồi đi, rồi mình cũng đứng đâu ngó rồi mình mình đi chỗ khác. Rồi ráng chịu nha. Thôi cũng còn có một hai ngày nữa thôi. Treo đỡ đó ngủ rồi. Thầy bây giờ đào tới mai rồi cái cuốn lèo về cũng vậy hả? Uổng mà mai mốt người khác tới ở uổng mà. Tại cái núi mới mà. Mới mua gần tháng mấy hai tháng. Làm vậy là cũng nhiều lắm. Mình thấy thì không có gì đâu. Hả? Mình tới đây mình thấy không có gì đâu. Tại mình đâu có biết hồi trước nó là như thế nào. Hôm qua chị hai đi tham quan Sơn Hà của mình, thấy trời ơi mấy cái đường trên kia còn khủng khiếp nữa. Đường đi mà không thấy đường đâu chứ. Cái đường có chút xíu vậy mà có ổ gà to vậy. Đi lạng quạng lọt nguyên cái xe xuống luôn. Còn quý vị thấy cái đường lớn nha, tại nó mới làm á. Hồi trước không có đường. Cái xứ ta bà này làm có chỗ nào ngon lành mà mình ở đâu. Hả? Phải làm cực khổ lắm mới có chỗ. Còn nếu mà muốn ở chỗ người ta làm sẵn rồi thì mấy trăm tỷ. Mấy trăm tỷ đô la à. Chị hai còn cho thêm nữa à, lục túi chị hai lấy tiền nữa. Vậy mà được vậy thôi á. Nó cho mình ở trong cái chỗ mà trồng dâu. Trồng strawberry. Rồi còn để mấy cái lồng đèn giống trái dâu vô nữa. Coi mình như cây cỏ. Thế giới luật lệ nhiều mà đâu phải muốn làm gì làm đâu. Khó lắm. À. Chị hai đã nói rồi, cái luật lệ là nó mù. À. Luật lệ mù. Mình đâu có làm gì bậy bạ đâu mà cứ cấm lung tung hết. Phải chi người ta làm xấu, làm hư cái phong cảnh ha. À, tới làm phá hoại phong tục mỹ quan của nước nào thì có thể là phạt được. Mình đâu làm gì đâu, tới đâu cũng làm tốt cho người ta.
nó cũng làm đẹp đẽ cho cảnh vật bên ngoài. Vậy mà cứ luật theo là không được làm, làm phải xin, mà xin phép nhiều khi mấy tháng đến năm. Xin xong rồi cái làm xong rồi cái kiếm chuyện nữa đuổi đi nữa. Anh chị hai cũng mệt lắm rồi, à, bác Hải cũng mệt lắm rồi. Chùa gì mà làm bằng cái ni lông mà ni lông mà không có dính nhau nên ni lông còn lủng lỗ tùm lum. Cái này người ta trồng dâu phải không, trồng cải trồng dâu á. Ở đây mình trồng Bồ Tát. Ok, ráng chịu hả? Treo đỡ vài ba ngày rồi về nhà ngủ cho nó thẳng chứ. Mai mốt không dám đi thiền nữa hả? Đi treo cẳng lên trời không vậy? Hả? Cái gì? Ngủ như thế lại càng nhớ cô nha. Cái gì? Ngủ sao? Ngủ treo như vậy càng nhớ cô nha. Nhớ cô đi à? Tại sao quý vị không đào đào lên chút cho nó bằng? Nếu mà đào nhiều thì bồ chứ cụ đào được vừa có mấy trại thì sẽ vừa nước nó sẽ dễ trải. I don't know. Vô làm sao được, cái liệu nó như vậy, nó vô thì nó chạy xuống chứ. Đào thì phải đào cái rãnh xung quanh á. Nhưng mà bò thì phải nói bò nổi. Bò nó nói hết đào nổi à? Bò gì đâu mà dữ vậy, cái núi người ta dựng đứng như bức tường chứ đâu có gì đâu mà bò. Hả? Núi này có gì đâu mà phải bò lên, bò đâu có nổi đâu. Mệt lắm hả? Bò lên núi cái mệt hết rồi hả? Tại nhà đi xe rồi quen hả? À, I know. Không đâu có biết cái tình cảnh này đâu. Tại tối ngày hắn leo hoài, đâu có biết người ta ở nhà người ta đi xe đâu. Bữa chị hai mới đến cũng vậy nữa. Mình thì đi xe, còn chạy bộ theo á, mấy người hộ pháp chị hãy thấy đau lòng nó, thôi đừng chạy nữa, còn không mà nhảy lên xe đi chung luôn. Cái hắn nói, hồ bữa nay chạy có một bữa ăn nhầm gì. Sư phụ chưa tới mỗi ngày chạy mấy trăm lần, chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống á, tới lên nuôi nó quen rồi. Cái gì tập nó cũng quen ha. Thì cái chứ ngồi để nói gì vậy, mà quý vị không quen leo núi cũng mệt ha. Mỗi lần leo xuống đi ăn cái leo về cái hết mất tiêu hết. Tiêu cái ca nhỏ nhỏ tiêu hết không? Yeah. Có đem theo cái ca extra để về nhà hả? Mình leo xuống ăn xong rồi đem một cái đem về đi, tại mình leo lên tới đó mình đói nữa. Sao mấy nay ăn được không? Yeah. Ăn được Korean được không? Yeah. Mấy người tàu tức cười lắm. Bữa hôm qua đem đồ ăn lại cho chị hai. Đem cái món luộc rau gì đó mà bỏ chung với cái món cái gì sauce tiếng Việt Nam kiểu gì vậy? Nước tương ha, nước tương để chan salad đó nha. À, nước tương họ làm á, làm đặc á, sẽ sợ để chan salad. Dạ, ủa cái này ăn với cái gì vậy? Giống như là apple sauce, tự nhiên là cái tương trái táo nha. Dạ, hỏi cái gì, tưởng đâu là món ăn tráng miệng á. Dạ, hỏi cái này ăn gì vậy, đồ tráng miệng. Nó đâu có cái này chấm này á. Chấm rau luộc, tại ba để gần bên đi, bà nói cái này chấm này á, cái này chấm rau luộc. Nó ủa, hồi đó giờ ở Đài Loan ăn cái món rau luộc này hoài, đâu có thấy chấm cái món này đâu. Kiểu bà Đài Loan mới nói, ồ cái này chắc của tàu là, của Đại Hàn làm á. Kiểu Đại Hàn á. Thì hãy nói, Đại Hàn gì cái món rau này, rõ ràng rau Đài Loan mà. Cái nó nhưng mà có bà Đại Hàn bà lộn xộn trong đó. Cái chị hai hỏi kỳ quá, cái này không phải mà, chắc không phải đâu. Cái nhỏ kia nó tới, nó không phải đâu sư phụ, cái này là để trộn món xà lách bên này á. Cái gì cũng đổ thừa đại hạn. Chị hai nó không biết thì nó không biết cho rồi. Không biết cái đổ thừa đại hạn nấu bậy. Ai à, nói ăn không mà mình học không hết hả? À, nói chi học Phật học trời gì đâu hả? Sao quý vị mấy bữa nay ngồi thiền ở tiến bộ không? Tiến bộ kiểu anh ba không?
Có không? Ít ra cũng tiến bộ đó, mở miệng hết nổi rồi. Chị hai cho leo núi 3 bữa với lại ngồi thiền thêm 3 bữa nữa thôi. Hả? Không hỏi gì được nữa phải không? Mệt quá rồi. Như vậy thành ra chị hai mới tổ chức thiền thất hoài là vậy đó. Để cho mệt quá rồi hết nghỉ ngơi, hết nói bậy nói bạ. Ok, không có hỏi gì hết phải không? Tiện ha. Không hỏi ha. Rồi ha. Rồi, thôi ngồi thiền đi. Mình đã cho hầu rồi. Nếu mà nay sẽ in sẵn chủ yếu mà phân y à? Mấy giờ phân y hả? Nếu mấy giờ thiên tổng sầm hả? Ờ. Nán quay hồi chẳng nó mà tua này cho nó bên liền tay tay tờ. Ok là à, tới đây là nhất định ngồi thiền của mình thôi. Mà kể ai không đi được tại cái số của họ đang chịu. Chứ mà hỏi lung tung, hỏi lăng nhăng rồi cái mình cái đầu óc mình nó phân tán ra. Rồi bao nhiêu người ta nghe người ta cũng phân tán, người ta nghĩ tới chuyện khác, người ta không có nghĩ tới cái mục đích của tới thiền của họ, nó uổng cho người ta đi, chưa? Uổng cho mọi người, đúng không? Cực khổ lắm mới đi được tới đây, rồi leo núi cũng thở hè hè. Nằm ngủ thì treo giò lên không như vậy. Còn bài đặt hỏi cho người này người kia. Nhớ ha. Sao người thiền tới thiền là phải bỏ hết ngoài cổng á. Chừng nào về mà tiếc thì lấy đem theo. Hả? Bỏ luôn càng tốt. Yeah. Ok, cà chua. Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu. Em đi về, cầu mưa ướt áo. Đường phường bay, mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau.